Theo hãng tin Yonhap, ông Lee Jae-yong, phó chủ tịch tập đoàn Samsung Electronics đã bị kết án 2,5 năm tù giam vì tội hối lộ. Ngày 18 tháng 1, hãng tin Yonhap đăng tải thông tin ông Lee Jae-yong, phó chủ tịch tập đoàn Samsung Electronics bị kết án 2 năm 6 tháng tù vì tội hối lộ. Thông tin chi tiết của vụ việc vẫn chưa được hãng tin Hàn Quốc công bố. Ông Lee Jae-yong, được mệnh danh là thái tử Samsung, bị kết án 5 năm tù hồi năm 2017 vì tội đề nghị hối lộ cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye và một trợ lý của bà 8,6 tỷ won, 7 triệu USD, đổi lại chính quyền Seoul sẽ ủng hộ ông củng cố quyền kiểm soát Samsung. Đầu năm 2018, ông Lee được trả tự do sau khi tòa án cấp cao Seoul giảm án tù xuống còn 2,5 năm và cho ông hưởng án treo. Năm ngoái, Tòa án tối cao Hàn Quốc trả hồ sơ về Tòa án cấp cao Seoul với kết luận số tiền hối lộ được ghi nhận là quá thấp. Vào tháng 9, các công tố viên Hàn Quốc tiếp tục truy tố ông Lee tội thao túng giá cổ phiếu, vi phạm các quy định kiểm toán liên quan đến vụ sáp nhập giữa hai chi nhánh của Samsung vào năm 2015. Theo Yonhap, Tòa án cấp cao Seoul đã kết án người kế thừa Samsung 2 năm tù vào ngày 18 tháng 1. Đây là phiên tòa xét xử lại vụ hối lộ liên quan đến cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye. Phán quyết trên làm tiêu tan hy vọng của những người ủng hộ ông Lee. Người ủng hộ thái tử Samsung mong muốn tòa án khoan hồng với ông bởi những đóng góp nhằm khắc phục khó khăn của tập đoàn trong diễn biến dịch COVID-19. Trái lại, những nhà hoạt động chống tham nhũng lại ủng hộ cơ quan tư pháp mạnh tay với ông Lee nhằm chống lại việc các công ty hối lộ quan chức nhà nước để có lợi thế kinh doanh.